Ted Hoff, công thần Intel, người góp phần tạo ra chip lập trình đầu tiên trên thế giới. Chip lập trình đầu tiên của máy tính là 4004, con chip có kích thước chỉ bằng móng tay nhưng đã làm nên một cuộc cách mạng công nghệ và thay đổi cả số phận của Intel. Nó là sản phẩm đầu tiên gắn kết các thành tố thiết yếu cho hoạt động của máy tính vào trong một chip đơn. Và để có được một sản phẩm khiến cả thế giới giật mình, Ted Hoff, một kỹ sư không có gì ngoài sự tò mò, đã cùng các cộng sự tại Intel làm việc bằng tất cả sự nhiệt thành. Con đường đến với Intel. Marshall Edward Ted Hoff Jr. sinh ngày 28 tháng 10 năm 1937 tại Rochester, New York, Hoa Kỳ. Ngay từ khi còn học trung học, ông đã bắt đầu hứng thú với các mạch ống chân không. Khi tốt nghiệp trung học vào năm 1954, trong thời gian nghỉ hè, Ted Hoff được nhận vào công ty nơi cha ông đang làm việc. Khi nhớ lại khoảng thời gian này, Ted Hoff nói rằng mình rất may mắn vì tại nơi đây, ông đã có cơ hội làm việc với lõi từ và bóng bán dẫn, những công nghệ chính cho bộ nhớ máy tính. Kết thúc mùa hè, Ted Hoff càng hứng thú với công nghệ máy tính. Ông dễ dàng thi đậu và lấy bằng cử nhân về kỹ thuật điện tại Học viện Bách khoa Rensselaer vào năm 1958. Sau đó, Ted Hoff làm việc cho Tổng công ty tín hiệu đường sắt của Rochester, New York trong suốt mùa hè học đại học. Cũng trong khoảng thời gian này, ông đã đăng ký hai bằng sáng chế đầu tiên của mình. Đây là một trong những điều kiện quan trọng giúp cho Ted Hoff nhận được học bổng của Quỹ Khoa học Quốc gia để đăng ký vào Đại học Stanford. Tại ngôi trường này, ông lần lượt nhận bằng thạc sĩ năm 1959 với nghiên cứu về kỹ thuật điện và bằng tiến sĩ năm 1962 với nghiên cứu về hệ thống thích ứng. Dưới sự hướng dẫn của giáo viên Bernard Woodrow, Ted Hoff đã phát triển thuật toán LMS cho các hệ thống thích ứng này. Thuật toán này vẫn được sử dụng trong modem cho đến ngày nay. Sau khi nhận bằng tiến sĩ, Ted Hoff vẫn tiếp tục nghiên cứu về hệ thống này dưới sự tài trợ của chính phủ. Trong thời gian này, giáo sư Bob Pritchard từ Motorola đã đến Stanford để bắt đầu khóa học về thiết kế mạch tích hợp. Ted Hoff từng tham gia khóa học này nhưng không thu được kết quả cụ thể ngoài những kinh nghiệm thất bại. Trong lúc bế tắc với bài toán liên quan đến thiết kế mạch tích hợp, Ted Hoff đã có dịp nói chuyện với Rex Rice, một nhà tuyển dụng cho Fairchild Semiconductor. Họ đã nói về tiềm năng của một bộ nhớ bán dẫn trong việc thiết kế mạch tích hợp. Với những kiến thức và kinh nghiệm của mình, Ted Hoff đã gây ấn tượng mạnh với Rex Rice. Chính Rex Rice và Jim Angel, một giáo sư trong trường, đã giới thiệu Ted Hoff với Intel. Tháng 9 năm 1968, Ted Hoff trở thành thành viên thứ 12 của công ty công nghệ này. Chip vi xử lý 4004, tương lai của Intel. Nền tảng điện toán hiện đại vô tình được phát minh khi Intel ký hợp đồng phát triển một loạt chip khác nhau cho 5 sản phẩm mới của hãng máy tính cơ Busicom của Nhật vào tháng 4 năm 1969. Ted Hoff đảm nhiệm công tác truyền đạt tin tức thiết kế từ bên đối tác cho các kỹ sư của Intel. Ông nhớ lại, tôi thấy tò mò về những gì họ đang làm và thấy thật sự ngạc nhiên về những thiết kế của họ phức tạp như thế nào. Phía đối tác Nhật Bản đưa ra ý tưởng về một tá các mạch tích hợp khác nhau, trong đó mỗi mạch có một chức năng riêng và một số chứa tới 5.000 transistor. Việc thiết kế mỗi con chip như vậy có thể cần tới 6 tháng. Thực tế là Intel không đủ nguồn nhân lực để thiết kế cả 12 chip cho Busicom. Ted Hoff và cộng sự Stan Mazur khi đó chỉ muốn sản xuất một chip đơn và để tiết kiệm chi phí, chip đó còn phải phù hợp với gói sản phẩm 16 chân mà Intel vẫn sử dụng trong các sản phẩm bộ nhớ của họ. Hoff đã nói với ông Robert Noyce, đồng sáng lập Intel, rằng mình có thể đơn giản hóa việc thiết kế này. Ông Noyce đã khuyến khích Ted Hoff. Kỹ sư Mazur cho hay, chúng tôi phải tiến hành dự án rất thận trọng bởi vì các nhà quản lý không hứng thú lắm với 4004. Sau khi Mazur và Hoff hoàn thành kiến trúc mô phỏng, Intel đã mời Fagin từ hãng Fairchild về công ty vào tháng 4 năm 1970. Cũng như Hoff, Fagin đã tạo được tiếng tăm nhất định trong ngành công nghiệp. Ông là người phát triển công nghệ cổng silicon giúp thay thế cổng transistor cồng kềnh và khó kiểm soát. Ngay trong ngày thứ hai Fagin đến Intel, kỹ sư Masatoshi Shima của Busicom đã tới kiểm tra tiến độ công việc và tỏ ra bực mình khi mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ kể từ tháng 12 năm 1969. Rất may Busicom đã chấp nhận gia hạn hợp đồng và Fagin cùng các cộng sự phải làm việc tới 14 tiếng mỗi ngày. Nhưng xét cho cùng thì sự chậm trễ ấy
lại là cơ hội cho Intel thay đổi số phận của mình. Năm 1969, Ted Hoff, Stan Mazur và Federico Fagin đã cùng nhau thiết kế 4 con chip tạo thành bộ xử lý trung tâm CPU có thể được lập trình để đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, từ quét bàn phím cho tới chạy máy in, tương tự như những cỗ máy lớn. Gói sản phẩm hoàn thiện của Intel gồm chip ROM lưu trữ phần mềm 4001, chip RAM lưu trữ dữ liệu 4002, thiết bị nhập xuất 4003 và bộ vi xử lý 4004. Tờ Electronic News đã viết bài báo đầu tiên về sự ra đời của con chip 4004. Thông tin cho biết 4004 là một con chip 4 bit chạy ở tốc độ 100 kHz và có thể thực hiện các phép tính toán học. Ông Gordon Moore, giám đốc điều hành của Intel tại thời điểm đó, đã tuyên bố chip 4004 là sản phẩm có tính cách mạng nhất trong lịch sử loài người. Ted Hoff nói rằng, con chip mới mang theo sự linh động vô cùng lớn. Sau khi các giám đốc của Busicom xem thiết kế đó, họ đã rất thích thú và cho hủy bỏ kế hoạch ban đầu của chính mình. Những ông chủ của Ted Hoff cũng tỏ thái độ tương tự, mặc dù phát minh này buộc họ phải ở trong một tình thế nan giải. Intel bắt đầu bán con chip 4004 từ tháng 11 năm 1971. Leslie Berlin, nhà nghiên cứu lịch sử thung lũng Silicon ở Stanford, cho biết, không ai chắc chắn phải làm gì với nó cả. Máy tính trong suy nghĩ của mọi người khi ấy là thứ gì đó to bằng cả một căn phòng, chứ không phải là thứ bạn có thể cầm trên tay. Cựu chủ tịch Intel, Andy Grove nhớ lại, tương lai của Intel bắt đầu từ 4004, nhưng trong 15 năm đầu tiên không ai nhận ra điều đó. Nó chỉ đóng vai trò phụ, mà sản phẩm phụ thì thường nhanh chóng bị thay thế và lãng quên. Từ chip 4004 đến những thế hệ chip đỉnh cao. Lúc này nhiều công ty cạnh tranh như RCA, Honeywell và Fairchild cũng giới thiệu các bộ vi xử lý riêng, trong đó có dòng 6800 của Motorola với khả năng hoạt động đáng nể. Tuy nhiên Intel lại trở thành người chiến thắng bởi các đối thủ đã tính toán sai nhu cầu của người dùng. Chẳng hạn như hãng National Semiconductor cho ra mắt hệ thống 16 bit và không phù hợp với thế giới 8 bit. Nhưng quan trọng hơn, IBM đã chọn Intel 8008 ra đời năm 1972 cho hệ thống máy tính cá nhân đầu tiên vào năm 1981. Hoff kể lại rằng, các thế hệ sau đó của chip 4004 được biết tới với những cái tên như 8008 và 8080 đều bán rất chạy. Trong đó, bộ vi xử lý 8008 mạnh gấp đôi bộ vi xử lý 4004. Một bài báo năm 1974 trên tạp chí Radio Electronics đã đề cập tới một thiết bị mang tên Mark 8 sử dụng bộ vi xử lý 8008 này. Thiết bị Mark 8 được biết đến như là một trong những hệ thống máy tính đầu tiên dành cho người sử dụng gia đình. Bộ vi xử lý 8008 có 3.500 bóng bán dẫn, đạt tốc độ 200 kHz. Tiếp theo là bộ vi xử lý 8080. Nó là bộ não của hệ thống máy tính cá nhân đầu tiên, Altair. Những người đam mê điện toán có thể mua bộ thiết bị cho Altair với giá là $395. Trong nhiều tháng đã có hàng chục nghìn sản phẩm được xuất xưởng, tạo ra những đơn đặt hàng máy tính đầu tiên trong lịch sử. Bộ vi xử lý 8080 đạt tốc độ 2 MHz và có 6.000 bóng bán dẫn. Năm 1981, khi IBM chọn chip 8088 của Intel cho máy tính để bàn của hãng này, Tim Bergerin, chủ tịch của hãng tư vấn công nghệ các chiến lược sáng tạo đã nhận định, ngành công nghiệp này đã được nâng lên một tầm cao mới và số phận của Intel đã được định đoạt. Đến giữa thập niên 1980, Intel từ bỏ chip nhớ, lĩnh vực kinh doanh đầu tiên của công ty. Từ con chip 4004 kích cỡ tương đương với một chiếc móng tay được cài đặt trong một chiếc máy tính mang tên là Busicom và chỉ thực hiện được những phép tính cơ bản, Intel đã cho ra các bộ vi xử lý làm việc nhanh chóng và hiệu quả hơn rất nhiều, đồng thời nhỏ gọn và có mức giá vừa phải hơn so với trước đây. Con chip nổi tiếng tiếp theo của hãng là 486, ra mắt năm 1989. Hai chip Pentium 1993, thế hệ thứ 8 kể từ con chip 4004, với tốc độ xử lý nhanh gấp 1.500 lần. Vào đúng ngày kỷ niệm bộ vi xử lý đầu tiên tròn 40 tuổi, 15 tháng 11, 2011, Intel công bố hai bộ vi xử lý máy tính 6 nhân, 12 luồng mới dành cho người đam mê và quen dùng máy tính mạnh. Intel Core i7-3960X và Intel Core i7-3930K. Đây là những bộ xử lý 6 nhân đầu tiên trong họ bộ vi xử lý Intel Core thế hệ thứ 2, cũng là những bộ vi xử lý đầu tiên hỗ trợ bộ nhớ 4 kênh. Các bộ vi xử lý mới nhất của Intel có khả năng vận hành tương đương 365.000 bộ vi xử lý Intel 4004 gộp lại. Nhà phát minh chỉ có sự tò mò.
Mỗi khi nói về phát minh con chip đầu tiên của Intel, Ted Hoff thường tỏ ra khiêm tốn. Chỉ vì tôi quá tò mò và đó là một phần tính cách của tôi. Tuy nhiên, chính sự tò mò của Ted Hoff đã làm thay đổi cả thế giới. Con chip 4004 của Intel này đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng công nghệ trên toàn cầu. Nó cũng giúp đưa Intel, khi đó còn là một hãng sản xuất vi xử lý mới, được thành lập có 3 năm, gia nhập vào các tập đoàn lớn trên thế giới. Lindley Wanap, chuyên gia phân tích của The Lindley Group, khẳng định: không quá khi chúng ta nói là chip vi xử lý đã có những ảnh hưởng lớn đến đời sống của mọi người trên toàn cầu. Trước khi có chip xử lý, máy vi tính chỉ là một khối cồng kềnh chứa đầy cả một căn phòng. Nhưng khi có chip vi xử lý thì giờ đây nó chỉ nhỏ bằng bàn tay, thậm chí là còn nhỏ hơn như thế. Việc phát minh con chip 4004 này cũng đã mang lại cho Ted Hoff và các đồng sự của ông chiếc huy chương công nghệ và sáng tạo quốc gia, giải thưởng cao quý nhất do Tổng thống Mỹ trao tặng cho những thành tựu lớn lao về công nghệ. Cùng với sự thành công luôn có những thử thách. Tuy nhiên, việc phát minh ra con chip 4004 đã đưa Intel trở thành ông hoàng trong thị trường máy tính cá nhân. Ngày nay, trước sự xuất hiện ngày càng nhiều các dòng điện thoại thông minh và các thiết bị di động tương tự khác, lợi nhuận thu được từ máy tính đã không còn như trước. Điều này buộc Intel phải tìm cách tái khẳng định bản thân một lần nữa, trong thời đại mà điều mới lạ là chìa khóa cho sự thành công. 40 năm về trước, Hoff từng tưởng tượng rằng phát minh của ông sẽ được dùng trong thang máy, các tín hiệu giao thông và những nơi bí mật khác. Và điều đó đang trở thành sự thật. Nhưng đáng buồn thay, một trong những nơi bí mật ấy hiện nằm ngay trong người ông, bởi Hoff đang phải dùng tới một chiếc máy trợ tim. Ông nói: "Tôi là một ví dụ về hệ điều khiển nhúng, có một con chip đang vận hành tôi." Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nha.